tôi đại úy Nguyễn Công Giang cùng các anh em chiến sĩ chờ lệnh. Tốt, tất cả vị trí tập kết cho lượng tôi. Rõ. Vòng lại từ điểm đó. Nhưng mà trước khi mà anh xuống ngay điểm này nè, anh ở trên cái rừng cây ở đó và anh cái máy bay anh cứ hướng cái kia nó sẽ qua hai đường đó, hai cái cùng bay như thế. Bay được cái lại là đường này lại, hai kia. Hai thằng kia nó sẽ bay từ đường này lại. Mình thì bay ở hướng này lại. Mình ngược bay ngược à? Rồi xong đến kia qua nó cái thì bắt đầu cua lại nhá. Qua đó mình quẹo lại. Qua nó quẹo lại ôm tiếp. Quẹo lại anh ôm anh bay trong đó anh ôm ra ngoài này. Đi qua đây này, đi qua ông kính nè, đi từ từ đây. Phim về đề tài lịch sử cách mạng được xem là mảng phim thành tựu nhất của nền điện ảnh nước ta. Nhiều bộ phim về mảng đề tài này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem, được xem là những bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Dòng phim cổ trang, phim lịch sử Việt, phim lịch sử cách mạng đang được những sự quan tâm rất lớn của dư luận thời gian gần đây. Thuộc về loại đề tài kén khán giả, nhưng mỗi khi có một dự án làm phim đề tài chiến tranh đều thu hút sự chú ý dư luận báo chí và khán giả. Không phải xa lắm, lâu lắm về mặt thời gian, sự kiện còn sống động, nhân chứng còn đây, vết tích xưa còn đó, nên việc thực hiện một bộ phim lịch sử cách mạng phải đứng trước nhiều áp lực hơn là những bộ phim lịch sử, có mốc thời gian xa hơn. Chính vì thế mà không ít người ngán ngại, nghĩa là làm phim về chiến tranh chứ ít phải tuân thủ vào những sử liệu, những sự kiện nhất định và nó mang những nét đặc trưng về những nguyên mẫu có thật. Bộ phim truyền hình dài tập được những nét đặc trưng rất riêng về tình tiết, nhân vật, bối cảnh, phục trang, vân vân. Nếu tái hiện không đúng, không thật hoặc hư cấu sai lệch sẽ làm mất đi cảm xúc của khán giả, nhất là lớp khán giả từng sống và đi qua cuộc chiến tranh. Rất là lâu rồi thì điện ảnh Việt Nam mới có thể thực hiện được những cái cảnh lớn về chiến tranh như vậy. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là khán giả sẽ rất là biết ơn, phải cảm ơn đài truyền hình, cảm ơn hãng phim Giải Phóng khi mà không có tiếc sức để đầu tư cho những cái bộ phim truyền thống cách mạng mà có những cái cảnh như thế đầy thuyết phục. Tôi thì lần này cái phim này nó không đơn giản là một cái phim truyền hình đơn thuần mà nó còn là một cái phim để cho cái thế hệ mai sau người ta biết tới lịch sử của dân tộc, cái lịch sử chống ngoại xâm rất là anh dũng của cái thế hệ trước. Câu chuyện về đường Hồ Chí Minh trên biển thì là một câu chuyện rất là xúc động và sẽ có thể giúp những cái người bạn trẻ chưa quan tâm nhiều đến lịch sử Việt Nam xem xong và sẽ yêu Việt Nam hơn, tự hào đất nước mình hơn và thấy Việt Nam đẹp hơn trong mắt họ. Thì cái sự thể hiện của cả đoàn làm phim ngày hôm nay là thể hiện một sự nỗ lực rất là lớn và chúng tôi thực sự rất là hồi hộp như chính những cái thành viên trong đoàn về từng cái đúc quay có thành công hay không, những chiếc trực thăng đáp xuống có an toàn hay không và các diễn viên có phối hợp được cùng với cả những chiếc máy bay và những chiếc thăng đó hay không. Khi mà chứng kiến cái cảnh quay ở bên ngoài rồi thì mình rất là chờ đợi để xem khi mà phim xuất hiện trên màn ảnh nhỏ thì nó sẽ như thế nào. Bộ phim truyền hình dài tập Đường Hồ Chí Minh trên biển khai thác những kỳ tích của con đường huyền thoại vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường đánh Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Phim không dựa vào một nguyên mẫu cụ thể nào, nhưng khai thác tất cả những chi tiết, tình tiết và sự kiện thật của con đường huyền thoại này. Hành trình của những con tàu, hoạt động của những chiến sĩ tàu không số luôn gắn liền với những bến bãi tiếp nhận, nghĩa là nó luôn gắn liền với cuộc chiến đấu sục sôi của nhân dân miền Nam. Những bến đi và nơi đến của những con tàu như những cánh tay nối dài của hậu phương miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Những tháng năm chẳng ai sống riêng mình, từng số phận gắn liền cùng Tổ quốc. Ta sống hôm nay có phần người đã khuất, đất nói với ta một chân lý vĩnh hằng. Như ở tập ký sự đồng hành kỳ trước chúng tôi đã trình bày,
chiến thắng trên chiến trường làm nức lòng cả nước. Quân dân miền Nam đẩy mạnh thế tiến công chiến lược theo phương châm hai chân, chính trị, vũ trang, ba mũi, chính trị, quân sự, binh vận, trên cả ba vùng chiến lược, nông thôn đồng bằng, nông thôn rừng núi và đô thị. Tiếp theo ấp Bắc là chiến thắng Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là, rồi đến trận Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài. Ta giành được những thắng lợi vang dội, không chỉ là thắng lợi quân sự mà còn là những đòn điểm quyệt chí mạng dẫn tới sự khủng hoảng trầm trọng của chính quyền Sài Gòn, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho phong trào cách mạng miền Nam phát triển liên tục và giành được những thắng lợi ngày càng to lớn. Chiến thắng trên chiến trường càng thôi thúc con đường vận chuyển phải đẩy nhanh tốc độ phát triển. Đến năm 1964, con đường chi viện trên Trường Sơn đã mở thông đến ngã ba biên giới Tây Nguyên, nhưng chủ yếu cũng còn nằm bên dãy Tây Trường Sơn, đang từng bước soi đường nhánh chi viện đến các tỉnh miền Trung và miền Đông Nam Bộ. Lúc bây giờ, các tỉnh Nam Trung Bộ và khu Nam, lực lượng vũ trang thiếu vũ khí trầm trọng và cả lương thực. Khác với Nam Bộ vừa lúa, vừa cá tôm, tìm đâu cũng có cái ăn. Các căn cứ cách mạng Trung Nam Bộ và khu Nam đều nằm trong núi bên trong quốc lộ 1. Hầu hết đồng bằng ven biển đông dân cư còn nằm trong vùng chiếm đóng của địch, nên việc cung cấp lương thực còn lắm khó khăn. Cuối năm 1964, quân ủy Trung ương quyết định mở bến chi viện vũ khí và lương thực cho chiến trường khu Nam. Đường vào khu Nam tuy cung đường ngắn nhưng địa hình ven biển trống trải, hầu hết là bãi ngang, các cửa sông tàu ta có thể vào để giao hàng thì địch đã đóng đồn gót. Ngoài biển thì radar, tàu chiến, máy bay địch kiểm soát khá cẩn mật. Sau một thời gian nghiên cứu và chuẩn bị, các bến Dũng Rô, Phú Yên, bến Lộ Diêu, Bình Định, Đàm Thủy, Quảng Ngãi, Bình Đào, Quảng Nam đã sẵn sàng tiếp nhận hàng. Quân ủy Trung ương chỉ đạo các tàu vào ven biển khu Nam phải thật khôn khéo, lừa địch, táo bạo, bí mật thọc sâu vào bến, nhanh chóng bốc dỡ hàng, xong là rút ngay. Trường hợp thật đặc biệt mới ở lại ban ngày, nhưng phải chuẩn bị đầy đủ kế hoạch và phương án chiến đấu phòng khi bị lộ. Ngày 1 tháng 11 năm 1964, tàu gỗ mang bí số 401 cập bến Lộ Diêu giao hàng nhưng bị mắc cạn, phải mạo hiểm lấy hàng vào ban ngày. Toàn bộ vũ khí được đưa về vị trí cất giấu an toàn. Vì bị mắc cạn, tàu 401 bị hỏng nặng. Chi bộ quyết định đốt cháy tàu để xóa dấu vết. Đề phòng bị lộ, quân ủy Trung ương chỉ đạo chọn bến Phú Yên để cập bến chuyến tiếp theo. Tàu mang bí số 41 và 45 tấn vũ khí là chiếc tàu vỏ sắt đầu tiên đi vào khu Nam, gồm 16 thủy thủ do thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh và 9 tiệm viên Trần Hoàng Chiếu chỉ huy. 23 giờ ngày 28 tháng 11 năm 1964, tàu cập bến Vũng Rô và bốc dỡ hàng an toàn. Sau chuyến thứ nhất, tàu 41 tiếp tục vào Vũng Rô lần thứ hai, lần thứ ba. Cả ba chuyến vận chuyển đều an toàn. Cuối năm 1964, lực lượng vũ trang miền Nam mở đợt tiến công nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng quân chủ lực ngụy, mở rộng vùng giải phóng. Ở miền Trung, có vũ khí từ miền Bắc chuyển vào. Tháng 12 năm 1964, Bộ Tư lệnh khu Nam đã mở các đợt tác chiến tiêu diệt quân chủ lực ngụy, hỗ trợ cho quân chúng nổi dậy phá kiều diệt ác, giải phóng một số vùng ở đồng bằng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa. Tại thung lũng An Lão, chỉ trong một đêm, lực lượng của ta đã san bằng 9 cứ điểm của địch. Phát huy thắng lợi, các trung đoàn chủ lực của khu Nam đã phối hợp với các tiểu đoàn bộ đội địa phương và đặc công tiếp tục tiến công địch, giành chiến thắng vang dội ở Việt An, Quế Sơn, Đèo Nhông, Dương Liễu. Hàng ngàn tên địch bị tiêu diệt, nhiều vùng đồng bằng ven biển miền Trung được giải phóng. Đến đây, cao trào đấu tranh quân sự chính trị song song ở khu Nam có bước phát triển mới, góp phần làm chuyển biến cục diện chung trên toàn miền.